Xin kính chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo, ngày hôm nay cả nước thời tiết chủ đạo vẫn là nắng nóng, tuy nhiên so với những ngày trước đó thì thời tiết có vẻ dịu mát hơn. Cụ thể ở một số tỉnh miền Trung, nhiệt độ những ngày trước đó có thể chạm đến 41 độ, nhưng ngày 1 tháng 5 có thể giảm xuống. Bên cạnh đó, ở một số tỉnh miền núi Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Tuy nhiên, người dân vẫn cần cẩn thận với nguy cơ xảy ra cháy nổ và hỏa hoạn ở khu vực dân cư do nhu cầu sử dụng điện tăng cao và nguy cơ xảy ra cháy rừng. Ngoài ra, nắng nóng còn có thể gây ra tình trạng mất nước, kiệt sức, đột quỵ do sốc nhiệt đối với cơ thể người khi tiếp xúc lâu với nền nhiệt độ cao. Lưu ý, nhiệt độ dự báo trong các bản tin nắng nóng và nhiệt độ cảm nhận thực tế ngoài trời có thể chênh lệch từ 2 đến 4 độ, thậm chí có thể cao hơn, phụ thuộc vào các điều kiện mặc đệm như bê tông, đường nhựa. Sau đây là dự báo thời tiết cho các vùng trên cả nước. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và đêm có khả năng có mưa rào và dông rải rác, nắng nóng suy giảm, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, có nơi dưới 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ. Phía Đông Bắc Bộ có khả năng có mưa rào và dông rải rác vào chiều tối và đêm, nắng nóng suy giảm, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 34 độ. Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, thời tiết có khả năng có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, nắng nóng có khả năng suy giảm, nhiệt độ thấp nhất từ 28 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 32 đến 35 độ, phía Nam 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 26 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Tây Nguyên, thời tiết chủ đạo ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 38 độ. Nam Bộ không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Thành phố Hồ Chí Minh không mưa, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, xác suất mưa 10 đến 20%, nhiệt độ thấp nhất từ 27 đến 29 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36 đến 38 độ. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và đừng quên chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!